tỉnh Hà Giang năm 2024 đã thành công. Thank you.
mừng cho các đôi vận động viên và trân trọng cảm ơn nhà tài trợ ông Nguyễn Quốc Tuấn, đội thể thao Quy Nhơn Thể Thao Bến Tre. Chúc mừng thành tích của các đôi vận động viên. Tay chúc mừng thành tích của các đôi vận động viên. Xin trân trọng cảm ơn các bạn, xin trân trọng cảm ơn các quý đại biểu tỉnh Hà Giang.